Đây là một căn biệt thự đặc biệt nằm ở khu đô thị Waterpoint. Đó. Bên ngoài thì nó y chang những căn biệt thự khác, nhưng có một điều đặc biệt ở căn biệt thự này. Anh chị cũng hoang đi xem nhé. Đây anh chị ha, căn biệt thự mà em giới thiệu cho anh chị nó có điều đặc biệt, đó là nó có phần đất rộng hơn những căn biệt thự mà cùng mẫu. Phần căn này thì có phần đất này rất là rộng này. Đối diện mình là dãy shop house tân cổ điển. Đó, sau này mình đi mua đồ cũng dễ. Ở bên hông thì có một con đường. Đường này không dài. Đường chạy bộ, đường đi xe đạp. Đó. Và đặc biệt nhất là ở trước sân của mình anh chị ha. Đây, có một khoảng sân chung mà chỉ có cửa nhà mình à. Cái sân này thì có giáp với ba nhà, nhà mình, nhà bên này và nhà bên này. Nhà bên này là cửa nằm ở ngoài kia. Còn nhà này thì cửa cũng nằm ở góc kia, góc đó. Chỉ có căn của mình ở đây là cửa nhìn ra khu sân chung luôn. Và sau này cái sân này thì em nghĩ là chỉ có nhà mình sử dụng à, chứ không có nhà ai sử dụng đâu. Và mấy đứa nhỏ thì cho nó chơi ở đây buổi chiều, cho nó chơi ở đây rất là tuyệt vời luôn. Nó tự nhiên mua được một căn biệt thự mà có một khoảng sân rất là rộng. Đó, căn này thì thiết kế một trệt một lầu, mái ngói mái dốc, diện tích sử dụng là 205 m². Một cái mẫu chung ở khu đô thị Waterpoint. Đây là tầng rưỡi của căn biệt thự nhân chị ha. Và mẫu này thì anh chị mà quan tâm Waterpoint thì rất là quen thuộc với mẫu biệt thự này, biệt thự Nhật. Cầu thang thì nằm giữa nhà ha. Đi lên. Căn này là nằm trong giỏ hàng chủ đầu tư nha anh chị. Hiện tại thì chủ đầu tư đang mở bán căn này. Giá của nó thì luôn quanh 12 tỷ thôi, chưa chiết khấu. Chiết khấu lên tới 17% dành cho những anh chị mà có dòng tiền tốt. Còn mà nếu anh chị mà muốn mua giãn tiến độ thì mình giãn tiến độ tầm khoảng 3 năm. Căn này thì chủ đầu tư có hỗ trợ lãi suất là 0% trong 24 tháng nếu anh chị có vay ngân hàng. Mình vay được 70%. Có một khoảng sân ở chung ở trước nhà rất là thoáng. Em sẽ điểm lại những cái điều mà đáng chú ý của căn biệt thự này ha. Căn này là diện tích đất 255 m², diện tích sàn là 205, thiết kế là một trệt một lầu. Nó nằm trong giỏ hàng của chủ đầu tư, chiết khấu tới 17% nếu anh chị mà có dòng tiền tốt. Còn nếu anh chị mà muốn mua mà theo kiểu mà giãn thanh toán á thì hỗ trợ giãn thanh toán tới 3 năm. Và là nếu mà vay ngân hàng thì 2 năm đầu là mình sẽ vay với là 0% lãi suất. Ngân hàng hỗ trợ cho mình vay tới 70%. Anh chị quan tâm căn biệt thự này thì liên hệ cho em Hoàng nhé. Căn này thì nằm trong giỏ hàng chủ đầu tư. Ngoài ra thì Hoàng cũng chuyên biệt thự ở dưới khu đô thị Waterpoint, cả hàng chủ đầu tư và hàng chuyển nhượng. Anh chị có nhu cầu tìm biệt thự thì liên hệ em Hoàng hỗ trợ ạ. Em cảm ơn anh chị ạ.